kính thưa các khán thính giả của Việt Nam đây là bản tin thời sự nhanh của chúng tôi. Theo báo chí Philippines, ngày 3 tháng 5, ngoại trưởng Lopsin bất ngờ đăng một loạt thông điệp trên mạng Twitter với ngôn từ quyết liệt, yêu cầu Trung Quốc cút khỏi biển Đông. Trung Quốc, bạn của tôi, biết nói thế nào cho lịch sự? Chắc là cút ngay khỏi đây. Các người đang làm gì với tình hữu nghị của chúng ta vậy? Chính các người, không phải chúng tôi. Ông Lopsin giận dữ trên Twitter. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines cũng cáo buộc rằng. Tàu hải cảnh Trung Quốc bám đuôi, chặn đường, di chuyển nguy hiểm và thách thức tàu tuần duyên Philippines trên vùng biển khu vực. Một ngày trước đó, Manila cũng tuyên bố chắc nịch rằng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động diễn tập trên biển Đông, đáp trả cảnh cáo dừng leo thang từ Bắc Kinh. Theo giới phân tích, động thái này của Philippines là dấu hiệu cho thấy Manila đang muốn xoay trục quan hệ trở lại với nước Mỹ. Ông Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng thuộc tổ chức nghiên cứu quốc tế RAND cho biết, từ khi nhậm chức tổng thống vào năm 2016, ông Duterte đã công khai mong muốn xoay trục quan hệ Philippines từ Mỹ sang Trung Quốc, hoan nghênh chương trình sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Đồng thời, Tổng thống Duterte cũng đe dọa ngưng tập trận chung với Mỹ. Thế nhưng, những hành động ngang ngược của Bắc Kinh trong thời gian gần đây có lẽ đã khiến cho Manila tỉnh ngộ. Thôi xong, mình bắt tay nhầm thằng tướng cướp rồi. Như chúng ta đã biết, kể từ đầu tháng 3, Trung Quốc đã triển khai hơn 200 tàu cá vỏ thép tới neo đậu trái phép ở bãi đá Ba Đầu thuộc lãnh hải 12 hải lý đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mãi tới cuối tháng 3, đầu tháng 4, trước áp lực của Việt Nam và Philippines trên mặt trận ngoại giao và các hành động bí mật trên thực địa, cũng như phản ứng của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đã rút phần lớn tàu cá khỏi ba đầu, nhưng họ lại tản ra các thực thể địa lý mà họ chiếm đóng trái phép ở Trường Sa. Đặc biệt là khoảng 100 tàu đã chuyển sang bao vây đảo Thị Tứ mà Philippines đang chiếm giữ. Trước đó, từ đầu năm 2019, tàu Trung Quốc đã nhiều lần huy động lực lượng bao vây đảo Thị Tứ. Hàng trăm tàu đã luân phiên bao vây suốt một năm. Đặc biệt, tháng 2 năm 2020, tàu chiến Trung Quốc lại chĩa pháo vào tàu hải quân Philippines. Các hành động của Trung Quốc được coi là sự đả kích gây gớm vào chính sách ngoại giao của Manila với Bắc Kinh. Tổng thống Duterte từng coi Bắc Kinh là bạn, mong muốn nhận được lợi ích lớn về kinh tế, nhưng tiền đâu chẳng thấy, nguy cơ bị Trung Quốc cuỗm sạch biển đã hiện rõ. Duterte giờ đây nhận ra Trung Quốc không phải là bạn, và Philippines cuối cùng vẫn cần đồng minh an ninh lâu bền là Mỹ. Nhận thức của Duterte sẽ dẫn đến những hàm ý địa chiến lược quan trọng. Từ thời điểm này đến cuối nhiệm kỳ vào tháng 6 năm 2022, ông Grossman đánh giá. Thực tế, cũng chính Ngoại trưởng Loxin đã gửi đi thông điệp báo hiệu Manila thay đổi thái độ với Washington. Gần 4 tháng sau khi ông Duterte khởi động quá trình hủy thỏa thuận các lực lượng thăm viếng gọi tắt là VFA với quân đội Mỹ, Ngoại trưởng Loxin vào tháng 6 năm 2020 đã nhấn mạnh Philippines cần duy trì VFA vì tình hình đại dịch và căng thẳng siêu cường gia tăng. Một tháng sau bài phát biểu này, lần đầu tiên dưới thời Duterte, Bộ Ngoại giao Philippines đã công khai công nhận phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện Biển Đông. Trong bài phát biểu ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Duterte cũng thay đổi lập trường khi đề cập tới Biển Đông. Ông này nhấn mạnh, phán quyết năm 2016 là không thể thỏa hiệp và kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực hạ thấp ý nghĩa phán quyết. Có thể nói, sau các tín hiệu trên, Manila gần như bước trở lại quỹ đảo của Washington. Thực tế, chơi với Mỹ cũng không phải dễ, nhưng so giữa Mỹ và Trung Quốc thì xem ra Mỹ vẫn hơn một chút. Cùng với những tín hiệu trở lại ghê đá với Mỹ, trên thực địa Philippines cũng tỏ ra kiên quyết và cứng rắn hơn. Theo báo chí Philippines, cách tuyên bố của ngoại trưởng Roxin chỉ nở tháng, ngày 13-14 tháng 4 năm 2021, Philippines đã triển khai tàu tuần tra mang số hiệu 4409 và hai tàu nhỏ hơn, rồi dùng cano đưa binh sĩ áp sát uy hiếp vài tàu cá Trung Quốc còn neo ở đá ba đầu. Các cano cao tốc của tuần duyên Philippines liên tục quần thảo quanh các tàu cá vỏ thép của Trung Quốc, bật loa công suất cao nhằm đuổi các tàu cá Trung Quốc. Các cano này áp sát tới mức chỉ cách có vài chục mét so với tàu cá và thấy rõ mặt tất cả các thuyền viên Trung Quốc đứng trên bóng tàu. Hành động của Philippines nhận được nhiều lời khen vì so với đối thủ của họ, các tàu cá Trung Quốc lớn hơn nhiều. Phần lớn tàu cá vỏ thép của Trung Quốc đều khoảng 600-700 tấn, cá biệt có loại 1.000 tấn trong khi tàu tuần duyên Philippines chỉ cỡ 400 tấn. Chưa kể, ở vòng ngoài vẫn còn các tàu hải cảnh Trung Quốc trực sẵn, sẵn sàng tung quân đánh chặn. Đến ngày 23 tháng 4, thông qua chương trình nhận diện tàu chiến, người ta đã phát hiện ra việc Philippines đã điều tàu BRP Gabriel Silang, tàu tuần duyên lớn nhất của nước này, và một tàu cỡ 400 tấn áp sát bãi cạn Scarborough, vốn đã bị Trung Quốc chiếm từ năm 2012. Sự việc này, chúng tôi đã từng nói nhiều lần, nhờ ơn quan thầy Mỹ giản xếp không hiểu sao Philippines mất luôn Scarborough. Rồi mới đây nhất, Philippines tung các hình ảnh cho thấy tàu tuần duyên nước này đang xua đuổi các tàu cá Trung Quốc neo tại bãi cạn Sabin thuộc Cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. Hiện tại, Cụm Bình Nguyên, Việt Nam không đóng giữ điểm đảo nào. Qua các động thái mới nhất của Philippines, có thể thấy rõ, hành động này là sự thách thức trực tiếp với một Trung Quốc ngang ngược và quá đáng. Tất nhiên, đứng sau Manila bây giờ là nước Mỹ, đồng minh thân cận lâu năm của Philippines, cho nên Philippines có chỗ dựa mà họ tin là vững chắc để mạnh mồm mắng Trung Quốc, xua đuổi tàu Trung Quốc. Ngoài ra, theo giới phân tích, hành động của chính quyền Tổng thống Duterte còn nhắm tới một mục tiêu khác. Đó là việc, nhiệm kỳ của Tổng thống Duterte đã sắp hết. Do đó, ông ta cần một cái gì đó để nâng cao uy tín, đánh bóng hình ảnh cho cuộc chạy đua vào năm 2022. Dù vậy, hy vọng rằng ông Duterte sẽ đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và cẩn trọng trước mọi hành động của Trung Quốc tránh để Philippines trở thành một quân cờ trên bàn cờ Mỹ-Trung. Hãy nhớ rằng, nhờ ai mà họ mất bãi cả Scarborough. Về phía Trung Quốc, chúng tôi cho rằng mọi hành động của Manila chỉ như mũi đốt. Bắc Kinh chắc chắn sẽ không lùi bước mà tiếp tục thúc đẩy các hành động khiêu khích và bắt nạt. Điều này cho thấy, một mặt, Bắc Kinh đang muốn thử phản ứng của Manila có thể làm quyết liệt đến đâu. Mặt khác, đang muốn xem xem Mỹ sẽ làm gì trong trường hợp Philippines bị bắt nạt. Mỹ đã lên tiếng đứng về phía Manila trong vấn đề tranh chấp đồng thời khẳng định sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Do vậy, tới nay thì các tuyên bố của Washington vẫn mới chỉ dừng lại ở mức lời nói, chưa hề có hành động nào cụ thể. Dĩ nhiên, với cư dân mạng nước ta, hành động của Philippines sẽ được ca ngợi lên 9 tầng mây, còn gì hơn là mắng Trung Quốc biến khỏi Biển Đông rồi tuyên bố dùm bang trên truyền thông đưa tàu đi đuổi. Nhưng đuổi được hay không thì là chuyện khác. Nhưng như kênh đã nói nhiều lần, mỗi nước có một đối sách riêng, Việt Nam thường ít nói, ngoại giao chỉ nói đúng theo luật pháp quốc tế, còn không có cái kiểu lên mạng xã hội mắng mỏ bừa bãi. Đó không phải là phong cách của nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Trên thực địa, chúng tôi chỉ biết rằng trong tháng 3, Việt Nam đã cử các tàu cảnh sát biển hơn 2.000 tấn, bao gồm 8001 và 8002 tới ba đầu, rồi lặng lẽ lên sóng truyền hình các cuộc diễn tập phòng thủ trường Sa với sự tham gia của tàu hộ vệ Quang Trung, đơn giản vậy thôi. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.